Archer, pháo tự hành nguy hiểm nhất của Thụy Điển, diệt quân Nga xâm lược. Tờ Soho của Trung Quốc cho biết, bốn loại pháo tự hành hạng nặng hiện đại nhất trên thế giới, bao gồm 1 là PZH-2000 của Đức, 2 là Caesar của Pháp, 3 là Paladin của Mỹ và 4 là Archer của Thụy Điển, đang trên đường tới Ukraine. Quân Nga xâm lược hiện nay thiếu khả năng càn quét mặt đất. Chiến thuật của quân đội Ukraine lại thiên về chiến tranh du kích. Ngoài ra, chiến trường Donbass có đầy đủ các thành phố kiểu pháo đài và các khu vực phòng ngự kiên cố quy mô lớn. Rất khó để các xe tăng, thiết giáp của Nga có thể đột phá. Do đó, lực lượng thực sự quyết định trên chiến trường miền đông Ukraine hiện nay là hỏa lực của pháo binh hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt. Mà trong lĩnh vực này, cả Nga và Ukraine đều kế thừa tư tưởng tác chiến có từ thời Liên Xô, đó là thiên về sử dụng hỏa lực pháo binh. Lợi thế chính của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine hiện nay là pháo binh. Để tấn công mục tiêu, quân Nga đã nã đạn pháo liên tục trong vài ngày, thậm chí là vài tuần, để làm đối phương không chịu nổi. Sau đó, lực lượng xe tăng và bộ binh cơ giới mới từ từ tiến lên. Trong một diễn biến mới nhất, quân Nga xâm lược đã không ngừng ngại thể hiện ý đồ chiếm đóng vĩnh viễn các vùng đất thuộc Ukraine. Mới đây, ngày 6 tháng 5, quan chức Nga cho biết lực lượng nước này sẽ hiện diện vĩnh viễn ở Kherson, miền nam Ukraine, và cam kết hỗ trợ địa phương này. Vậy là đã quá rõ, lý do tuyên chiến ban đầu của Nga, cái gọi là phi phát xít hóa Ukraine, chỉ là cái cớ để Nga xâm lược Ukraine. Nga đã tính toán rất kỹ trước khi hành động. Những vùng đất nào cần chiếm đóng hoặc nhân vật nào đã được chọn để lập chính quyền bù nhìn tại khu vực chiếm được. Tất cả đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi xác định rằng cốt lõi của cuộc chiến tại Donbass là pháo kích, Mỹ và NATO đã bắt đầu viện trợ một lượng lớn các loại pháo cho Ukraine. Sau khi Hà Lan tuyên bố chuyển giao 12 khẩu pháo tự hành PZH-2000 cho Ukraine, công ty quân sự Đức Rheinmetall-Westman đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine 100 pháo tự hành PZH-2000. Pháo tự hành Caesar của Pháp cũng đã tới Ukraine. Tiếp theo sẽ là hàng khủng pháo tự hành Archer hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển, Na Uy. Na Uy mới đây cho biết họ sẵn sàng viện trợ Ukraine các tổ hợp pháo tự hành bắn lốp Archer. Đây là thông tin cực kỳ đáng quan tâm bởi Archer hiện được xem là khẩu pháo tự hành bắn lốp tiên tiến nhất trên thế giới, sở hữu năng lực tác chiến cực kỳ ưu việt. Được biết, giá mỗi hệ thống pháo tự hành hiện đại này là lên tới 4 triệu đô la Mỹ, tức là gần 100 tỷ Việt Nam đồng. Các loại pháo này là hàng rất mới, nó chỉ mới được sản xuất từ năm 2009 tới nay và bắt đầu phục vụ trong quân đội Thụy Điển, Na Uy từ năm 2013. Archer, dịch ra tiếng Việt là người bắn cung, là hệ thống pháo tự hành thế hệ mới được phát triển với sự hợp tác giữa Thụy Điển và Na Uy. Pháo có khối lượng nhẹ, khả năng cơ động và tự động hóa rất cao, sức công phá mạnh và rất chính xác. Pháo tự hành Archer nhìn như một chiếc xe tải hạng nặng. Nó được trang bị khung gầm xe tải địa hình 6x6, Volvo Construction Equipment A30D sửa đổi, với cabin và động cơ bọc giáp, chống được đạn 7,62 ly, các mảnh pháo và mìn có trọng lượng 6 kg. Pháo tự hành Archer nặng 30 tấn, dài 14,1 m, rộng 3 m, cao 3,9 m, nòng pháo dài 8,06 m. Tổ hợp pháo tự hành bắn lốp này dễ dàng tự di chuyển trên đường dã chiến với vận tốc lên tới 70 km/h, hoặc vận chuyển đi xa nhanh chóng bằng tàu hỏa hay các vận tải cơ Airbus A400M. Pháo cũng có khả năng phòng vệ trước các tác nhân phóng xạ và sinh hóa. Cabin chứa được 4 lính, bao gồm chỉ huy, lái xe và 1-2 xạ thủ. Tầm hoạt động của pháo là 500 km, đi được trên lớp tuyết dày 1 m, vượt chướng ngại vật cao 0,5 m, vượt hào rộng 0,9 m và lội nước sâu 1,2 m. Nói về hỏa lực thì Archer hiện nay có thể nói là số dách trong thế giới pháo. Hệ thống Archer sử dụng pháo chính loại FH-77BW cỡ 155 ly với nòng dài gấp 52 lần đường kính nòng, tức là hệ L-52. Và nó có thể bắn tất cả các loại đạn pháo theo tiêu chuẩn NATO, từ đạn pháo thường tới loại đạn pháo thông minh Excalibur của Mỹ. Đặc biệt, với đạn pháo thông minh Excalibur 155 ly của Mỹ, thì pháo Archer có thể bắn trúng một chiếc xe hơi từ cách xa 40 km. Góc ngẩng lên xuống của pháo trong khoảng từ âm 1 tới 70 độ,
góc quay qua lại của pháo sang hai bên là từ âm 85 độ tới dương 85 độ. Thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và rút lui cũng như tái triển khai là cực nhanh, chỉ ít hơn 30 giây. Archer cung cấp hỏa lực tấn công chính xác, duy trì lâu dài để hỗ trợ cho hoạt động tác chiến. Xe mang theo 21 quả đạn 155 ly trong băng đạn hoàn toàn tự động. Việc nạp đạn từ thùng mang vũ khí đi kèm mất khoảng 10 phút bằng thiết bị nâng chuyên dụng. Ngoài ra, còn có hơn 25 tấn đạn được xe chở đạn mang theo. Vũ khí này có thời gian hoạt động liên tục cả ngày, tức là nó có thể duy trì hỏa lực khủng khiếp của nó đủ 24 tiếng đồng hồ. Tốc độ bắn của pháo lên tới 9 phát trên 1 phút. Để bắn hết 20 viên đạn trong thiết bị nạp, thì Archer chỉ mất khoảng 2,5 phút và nó có khả năng bắn loạt 3 viên trong mỗi 15 giây. Đặc biệt là pháo này nó có khả năng bắn nhiều phát đạn pháo và cho chúng rơi trúng mục tiêu đồng thời, tức là MRSI. Nó có thể rót 6 viên đạn pháo vào mục tiêu cùng một lúc và có thể bắn trực xạ vào đối tượng ở cách 2000m. Do có thiết kế bánh lốp và kích thước tương đương với một chiếc xe tải cỡ lớn, cho nên pháo tự hành Archer rất thích hợp với lối tác chiến của NATO, vốn dĩ đều là những quốc gia có cơ sở hạ tầng rất tốt. Khi di chuyển trên những đoạn đường xấu như tuyết hay bùn lầy, pháo tự hành Archer sẽ cần tới thiết bị hỗ trợ bởi vì nó vốn không được thiết kế để thực hiện việc di chuyển vượt địa hình tốt. Mặc dù độ cơ động trên đường xấu kém hơn so với pháo tự hành bánh xích, nhưng tính năng kỹ chiến thuật của Archer lại cao hơn hẳn những loại pháo đã được Mỹ, Anh, Đức cung cấp cho Ukraine. Khi pháo tự hành bắn lốp Archer tham chiến, thì rõ ràng quân đội Nga sẽ có lý do để cảm thấy lo lắng khi phải đối đầu với vũ khí cực mạnh này. Việc Nga không thể ngờ là tinh thần chiến đấu của Tổng thống và dân quân Ukraine, cũng như việc người Nga không thể ngờ các vũ khí của mình đã quá lạc hậu so với phương Tây. Nếu không có chiến tranh Ukraine, thì thế giới có thể sẽ còn rất sợ Nga. Nhưng giờ đây sau 2 tháng chiến tranh thì ngược lại, cả thế giới đều có thể nhìn thấy quân Nga không đáng sợ như họ từng tuyên bố. Mỹ và NATO nhanh chóng nhận ra sức mạnh thực sự của quân Nga xâm lược. Các loại vũ khí hạng nặng bây giờ ồ ạt kéo vào Ukraine. Mặc dù không công nhận chính thức, nhưng khó có thể phủ nhận việc Mỹ và NATO đã âm thầm cung cấp thông tin tình báo chiến trường cho Ukraine. Vũ khí hạng nặng, chính xác tụi tôi đã đưa, giờ tụi tôi còn cung cấp cho các ông vị trí của các tướng lãnh chỉ huy của Nga. Các ông đã biết phải làm gì rồi đó. Không phải ngẫu nhiên mà có chục tướng lãnh cấp cao chỉ huy cuộc xâm lược của Nga phải bỏ mạng tại Ukraine. Mỹ và NATO vốn sở hữu các năng lực tình báo hiện đại, hoàn toàn đủ sức làm việc đó. Và tất nhiên khi Nga lên tiếng tố cáo thì phương Tây chối phăng. Đâu có, tụi tôi đâu có chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine đâu. Nga tin hay không tin điều đó cũng được, quan trọng là không có bằng chứng về việc phương Tây đã cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine hay không. 4 loại pháo tự hành hạng nặng BZH-2000, Caesar, Paladin và Archer đều là loại vũ khí mạnh mẽ và hiện đại nhất hiện nay, với đơn giá lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi khẩu. Cùng với pháo tự hành do Anh, Cộng hòa Séc và các nước viện trợ trong mùa hè này, thì quân đội Ukraine đã được trang bị khoảng 150-200 các loại pháo tự hành tiên tiến. Với khả năng tác chiến thực tế của các loại pháo tiên tiến này vượt trội hoàn toàn so với từ 1.500-2.000 khẩu pháo kiểu cũ mà quân đội Ukraine hiện đang sở hữu. Số pháo hiện đại này sẽ giúp cải thiện tình hình chiến trường đáng kể. Đến mùa hè này, khi pháo hạng nặng đã được trao cho quân đội Ukraine, thì họ sẽ có đủ sức mạnh để áp đảo tập đoàn xe tăng đông đảo nhất của quân đội Nga. Khi đó, có thể cục diện chiến trường sẽ thay đổi. Có thể thấy tại mặt trận Donbass, gần đây, lực lượng pháo binh Ukraine đã có những cải thiện. Sau khi được trang bị radar phản pháo tiên tiến, máy bay không người lái trinh sát và đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur do Mỹ sản xuất. Ví dụ gần đây là quân đội Ukraine chốt giữ làng Zaporizhzhia thuộc miền Tây Azov đã tiến hành pháo kích vào sở chỉ huy tập đoàn quân số 2 của quân đội Nga xâm lược, phá hủy nhiều xe cơ giới và sở chỉ huy của quân đội Nga. Với các loại đạn pháo thông thường, tùy theo các cự ly bắn khác nhau, sai số pháo kích chung thường là từ 10-200m và khó bắn trúng các phương tiện chiến xa trên chiến trường. Nhưng các trận pháo kích của quân đội Ukraine gần đây rất chính xác. Đạn pháo hoàn toàn được điều khiển dẫn đường bằng vệ tinh GPS của Mỹ. Nó có thể bắn trúng một chiếc xe hơi từ khoảng cách lên tới 40km. Thưa các bạn, với 4 loại pháo hạng nặng hiện đại của phương Tây chống lại lực lượng pháo binh hạng nặng và pháo phản lực không quân của quân đội Nga, đây sẽ là điểm nhấn của mùa hè năm nay trên chiến trường Ukraine.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì về loại pháo tự hành Archer tiên tiến mà Na Uy Thụy Điển viện trợ cho Ukraine? Các bạn hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.